Xin chào các bạn đến với chuyên mục hỏi đáp số 77. Thì trong chuyên mục hỏi đáp số 17, Duy lần lượt đi qua những ý chính sau đây. Thực phẩm để qua ngày có bị mất giá trị dinh dưỡng hay không? Ưu nhược điểm của phương pháp Superset MOT Lean Body và sau buổi trên tuần. Đối với người ít ăn thì nên chọn One MR hay Whey Protein để hỗ trợ tập luyện. Phương pháp tập luyện nào để tăng cơ? Phương pháp tập luyện nào để tăng mỡ mà không xuống cơ? Đầu tiên là câu hỏi mang mã số 815. Chào anh Duy đẹp trai, anh thích câu này rồi nha. Em có một câu hỏi này, mong anh giải đáp giúp em. Những thực phẩm để qua ngày có bị mất giá trị dinh dưỡng không anh? Ví dụ như giảm lượng protein và axit amin. Cho em hỏi thêm một câu nữa, em đã tập tay mà đau tới 4 ngày, đau có con chuột thì là tốt hay là do bị quá tải vậy anh? Anh cảm ơn anh nhiều và chúc anh thật nhiều sức khỏe. Thì câu hỏi này của bạn có hai ý. Đầu tiên là bạn hỏi đồ ăn mà để qua ngày có bị mất giá trị dinh dưỡng hay không, thì chắc chắn là có rồi. Chắc chắn là có, ít hay nhiều thôi. Còn cái chuyện mà bạn bảo quản như thế nào nó mới quan trọng. Ví dụ như bạn để ở ngoài cái môi trường nhiệt độ nóng thì nó thiêu luôn, nó thiêu là nó hư là mình không xài được nữa. Còn nếu bạn để trong tủ lạnh thì nó đỡ đi một phần. Nhưng mà để qua ngày thì chắc chắn là giá trị dinh dưỡng nó sẽ giảm. Nó sẽ giảm hoặc chí là thậm chí là một số nó sẽ thay đổi, ít hay nhiều mà thôi. Đồ ăn nếu mà mình lỡ làm rồi thì mình cố gắng ăn liền, ăn hết trong ngày, đừng để qua ngày. Chuyện đó là chuyện kiến thức thường thức trong đời sống hàng ngày mà thôi. Và tiếp theo là bạn hỏi là tập tay á, mà con chuột nó đau tới 4 ngày luôn thì như thế là tốt hay là quá tải. Thì theo kinh nghiệm của anh, từ lúc anh tập thể hình tới bây giờ, cá nhân anh chưa bao giờ mà con chuột đau tới 4 ngày cả, trừ lúc kéo gồng tay nó bị chấn thương thôi. Rồi và vấn đề một số người khác tập gym anh cũng không thấy ai mà nó con chuột mà đau tới 4 ngày cả. Mà con chuột em nó đau tới 4 ngày chắc em tập bị chấn thương chuột luôn rồi, chứ không phải là vấn đề là nó ăn con chuột hay là nó quá tải ở đây. Anh nghĩ có thể là nó quá tải thì cũng có thể nó quá tải, nhưng mà nó quá tải ở cái mức mà nó bị chấn thương chuột luôn rồi, tức là con chuột nó bị chấn thương cơ luôn rồi. Chứ không đơn thuần là nó tập nó vô mà nó đau tới 4 ngày. Lâu quá, chuột chưa ăn, chưa thấy ai mà đau tới 4 ngày. Nếu mà em bị đau ở đầu cơ, tức là chuột em nó đau đau đầu cơ, đau đây nè. Nó đau vị trí này nè. Thì em coi chừng nó bị chấn thương đó. Tại chắc chắn là đau, nó sẽ chấn thương ở vị trí này trước. Nó sẽ chấn thương ở vị trí này. Thì nếu mà em đau quá, em nhức quá, mà nếu mà em gồng, em kéo lên kéo xuống nó đau thì không sao. Còn nếu mà em bảo bản thân em cái tay em gồng như vậy luôn nè, tức là em gồng mà nó đau, hay là em đẩy ngực mà em phải gồng tay á, thì có tay em nó đau là chắc chắn nó bị chấn thương đó. Thì em kiểm tra coi mình có bị chấn thương hay không nha. Con chuột đau 4 ngày thì nó cũng hơi lạ đó. Tiếp theo là câu hỏi mang mã số 816. Anh Duy và chị Hương, em xem video hỏi đáp số 64. Có nghe anh Duy nói là anh Duy có bán sản phẩm của MetroX mà sao trên website Thên Online và BBT em không thấy. Đúng là anh nói là có bán nhưng mà em thiếu chữ sẽ. Tức là sẽ có bán chứ không phải là đang có bán đó. Tại vì MetroX là anh sẽ bán trong năm nay, anh sẽ phân phối trong năm nay. BBT sẽ là nhà phân phối độc quyền MetroX ở Việt Nam trong năm nay, chứ không phải là đang bán. Mặc dù hàng MetroX trong tủ đồ của anh thì nó đang có đó. Anh cũng xài chút đỉnh thôi nhưng mà anh chưa có bán, tại vì nó không có nhiều mà để mà bán đó. Nên em cũng thông cảm, khi nào trên website BBT và Thành Online có đăng sản phẩm để bán thì em mới biết lúc đó là có hàng để bán. Và lúc đó chỉ sợ em không mua thôi chứ không sợ không có hàng để bán cho em. Xin trả lời với em như vậy. Tiếp theo là câu hỏi mang mã số 817. Anh Duy ơi, anh có thể chỉ ra ưu và khuyết điểm của phương pháp Superset MOT Lean Body và tăng cơ 6 buổi một tuần được hay không? Theo anh thì phương pháp nào là tốt nhất? Em xin cảm ơn. Em hỏi một câu nó ngắn gọn mà sao trả lời nó thấy nó cực nha. Đầu tiên là em hỏi ưu, xong hỏi còn khuyết nữa, hay nói tóm gọn như vậy. Superset ưu điểm chỗ nào? Thứ nhất là tiết kiệm thời gian, dành cho không đòi hỏi trình độ cao. Đại loại là bây giờ người mới tập mà anh chỉ cần lùa chừng 2 tuần thôi để biết những động tác cơ bản thì anh cho qua Superset luôn vẫn tập được. Đó là cái lợi của Superset, nó không đòi hỏi trình độ cao mà nó dành cho những người có ít thời gian. Ví dụ Superset anh tập một buổi tập anh 30 phút là xong.
tập được nhiều bài luôn á. Tức là nếu mà 200 cây đối lập anh đẩy hết bài này anh chạy qua bài kia, anh đẩy hết bài này anh chạy bài kia chạy qua chạy lại, hồi hồi là cái buổi tập kết thúc nhanh lắm. Thì superset nó được cái lợi thế như vậy, nó là một phương pháp cường độ cao, tiết kiệm thời gian và dành cho người có trình độ trung bình cũng được, thấp cũng được, cao cũng được, người nào thấp cũng được cả. Đó là cái lợi của superset. Còn cái không lợi của superset á là nó không có, nó tất nhiên là những cái phương pháp tập mà cường độ cao á thì nó không tăng sức mạnh, chuyện đó là cái quy tắc, các em phải nắm được cái chuyện này. Không có phương pháp nào tập cường độ cao mà nó tăng sức mạnh được hết. Còn cái chuyện tăng cơ á thì là cái dấu chấm hỏi, tùy người áp dụng nha. Tức là tùy người áp dụng, có người tăng được cơ mà có người người ta chỉ giảm mỡ thôi. Thì thường thường những phương pháp cường độ cao thì nó tùy vào cách tập của từng người. Cường độ cao mà tạ nó nặng thì nó khác, còn cường độ cao mà tạ nó nhẹ hiều làm sao nó tăng cơ được. Đó, do đó mình cái chuyện tăng cơ không tăng cơ thì tùy cách tập của từng người, còn cường độ cao thì hầu như nó là tiết kiệm thời gian và nó sẽ giúp cho mình đốt năng lượng nhiều hơn. Còn cái mắc OT này nó cãi lộn nhiều nè. Ưu điểm của mắc OT là nó tăng sức mạnh rất nhanh và nó tăng cơ cũng tốt. Và nó rất thích hợp cho những người có nhóm cơ, tức là sợi cơ lỗi 2 nhiều. Tức là những người nào có cơ nhanh, khỏe nhiều, tập mắc OT rất phù hợp. Và nhược điểm của nó thì người nào mà cơ bền nhiều quất vô mắc OT là cái như không thấy trời đất gì hết. Là cái nhất, cái thứ hai, mắc OT áp dụng không đúng sẽ rất dễ chấn thương. Mắc OT nó mà dinh dưỡng không đúng thì nó là một cái phương pháp cực kỳ tào lao. Tức là chỉ tập cho mạnh, cho vui thôi. Đó, rõ ràng. Bởi vậy có những bạn nói là em tập theo phương pháp mắc OT mà em ăn theo kiểu classic thì cái chuyện đó là cực kỳ tầm bậy. Tập mắc OT phải ăn đúng mắc OT, còn nếu mà tập không ăn không đúng được như mắc OT thì bỏ cái phương pháp gọi là phương pháp gì chứ không phải là mắc OT nữa. Nhớ lúc nào cũng phải là 53, 37 giờ 10, phải nằm ba con số phải nằm ở trong đầu thì mới là mắc OT đó. Hồi nãy giờ nói tới cái lợi cái hại của mắc OT rồi đúng không? Rồi mà mắc OT thì không dành cho những người trình độ thấp, tức là trình độ thể hình phải cao mới xài được mắc OT, chứ không ai mà mới tập thể hình 3 tháng như mắc OT hết, đó là tự sát. Còn lean body bỏ lại lean body nói sao nha. Còn giờ tăng cơ 6 buổi một tuần, tăng cơ 6 buổi một tuần nó không phải là một cái phương pháp mà nó chỉ là một cái cầu nối thôi. Tức là nó là cái cầu nối giữa cái lúc mà người ta chưa biết cái gì á tới lúc mà người ta tập tổng thành tài. Tức là bây giờ tập reway từ 3 tới 5 tháng để mình luyện những bài reway thôi. Mình chưa có biết gì hết, mình chỉ mới luyện được reway thôi. Thì từ tháng thứ 6 tới tháng thứ 12 thì mình tập chủ án tăng cơ 6 buổi một tuần để cho mình quen với một cái phương pháp, một cái buổi tập thật sự, một buổi tập thật sự thôi. Tức là mình có 6 tháng để mình luyện cái chuyện này để mình biết được cái buổi tập nó như thế nào, mình biết được cái cường độ nó ra như thế nào, mình biết được khối lượng nó ra như thế nào. Nói chung cái này là một cái cầu nối, một cái thời gian để mình thích nghi với phương pháp, chứ nó không phải là một phương pháp. Nếu mà xét nó là phương pháp mà tập nó suốt đời chắc chắn là trước sau cũng quá tải hết. Còn lean body là một cái phương pháp, nếu mà lean body basic, tức là lean body căn bản của lắp radar đó thì anh không nói ở đây nha. Lean body căn bản của lắp radar thì anh sẽ trình bày với tụi em sau. Còn lean body mà do anh thiết kế ra đó thì nói chung anh thiết kế ra, bây giờ em chỉ ra nhược điểm thì anh cũng biết chỉ nhược điểm gì giờ nữa. Thật ra anh chưa tìm thấy nhược điểm của nó, ngoại trừ cái nhược điểm của nó là nó đòi hỏi người tập phải có trình độ thành cao. Tức là người tập phải có thời gian luyện công trên năm mới tập được. Còn mà yếu mấy tháng vô tập nổi. Thứ nhất là nó chắc chắn nó sẽ chua hơn mắc OT rất là nhiều. Nó chua hơn mắc OT tập luyện nhưng mà nó dễ thở hơn mắc OT dinh dưỡng. Thì bù qua chế lợi chắc nó cũng hề hề thôi. Nhưng mà nó cũng là một phương pháp rất là đắng cay, chứ không phải là đơn giản. Tất nhiên cái lợi ích của nó mang lại là dành cho người tập gym rất là hiệu quả. Vấn đề tăng cơ giảm mỡ cùng một lúc. Và bạn không cần phải xả, không cần phải siết cái gì cả. Con người bạn đẹp 365 ngày một năm luôn. Tức là người bạn chỉ có năm sau đẹp hơn năm trước thôi, chứ không có cái chuyện mà tự nhiên thời gian này đang mập ú, thời gian kia nó ốm nhách, không có chuyện đó. Lean body là lean body suốt đời, chứ không có xả cơ, siết cơ gì đây cả. Thì cái đó là những cái lợi ích rất lớn của lean body. Còn cái khuyết điểm thì anh chưa nghĩ ra, thì mấy em có nghĩ ra được khuyết điểm thì mấy em bổ sung, mấy em góp ý để cho anh cải thiện cái phương pháp này nha. Hết rồi. Và bây giờ tiếp theo là câu hỏi mang mã số 818. Anh Duy cho em hỏi, em tập theo phương pháp superset 1 tuần 4 buổi vào thứ 2, thứ 3, thứ 5
Còn thứ sáu, thứ bảy thì ở nhà cardio. Vì em là sinh viên nên chỉ dùng được Amino Max kết hợp với ăn uống. Vậy có ổn không ạ? Em có cần thay đổi giáo án khác hay không? Bình thường đâu gì đâu, nếu mà em cảm thấy tập mà superset mà happy á, thì em xài. Nhưng mà những cái phương pháp cường độ cao thì rất khó để tập suốt đời. Tức là em chỉ superset trong một khoảng thời gian thôi, chứ em không thể nào mà suốt superset từ năm này qua tháng nọ được. Đó, em superset xong em phải chuyển qua những cái phương pháp khác để thay thích nghi. Ví dụ như là nếu mà em tập lâu rồi thì em có thể nghĩ tới mắc OT, em có thể nghĩ tới lean body, đúng không? Tất nhiên mắc OT cũng không tập suốt đời được. Mắc OT cũng tập một thời gian, thì em kết hợp giữa mắc OT superset thì nó sẽ có một cái sự kích thích cơ nó đa dạng hơn. Chứ ăn miết superset không, em chả biết sức mạnh là cái gì hết. Em tập thì tạ riết, nhìn em tập thì nó cường độ cao, nhưng mà em tập yếu quá thì nó cũng không có thể nào tận hưởng được những cái giá trị tốt nhất của thịt mang lại. Còn thực phẩm bổ sung em có amino tốt em ngàn thì em cứ xài thôi, đâu có cần gì đâu. Superset thì nó cũng thậm chí nó cũng không có đòi hỏi gì quá gắt gao lắm ở vấn đề dinh dưỡng, mà thậm chí là dinh dưỡng có sao ăn vậy luôn cũng được. Nhưng cái phương pháp superset được rất nhiều người áp dụng, ví dụ như những người phụ nữ bình thường thôi, mới vào phòng gym ngày đầu huấn luyện viên vẫn cho superset luôn. Tất nhiên là anh không bao giờ anh đồng tình với những cái việc làm như vậy. Trước mới bước vào phòng gym chưa có kinh nghiệm, chưa có kiến thức gì hết thì cứ luyện công trước cái đã, có nội công tập phương pháp gì cũng được, chứ mới vào đọc cho ngay cái superset không thì nó nặng quá, chưa thể nào hiểu được. Nhưng mà thực tế là có những người phụ nữ tập superset rất là nhiều, và superset là phương pháp tập thể hình yêu thích của phụ nữ luôn nữa, chứ không phải là chỉ có cánh đàn ông mới tập thôi. Đa phần phụ nữ tập superset rất là nhiều. Và việc đổi giáo án thì như anh tư vấn lúc nãy đó, em nên chuyển đổi giáo án chứ không nên tập superset một thời gian dài quá. Ví dụ như em tập chừng 2 tháng em chuyển qua khác, em quay lại em chuyển qua khác vậy đó, thì nó sẽ linh động hơn. Và nếu mà nội công em cao quá thì em có thể nghiên cứu cái phương pháp lean body nâng cao hoặc là lean body căn bản của anh biên soạn trên website đó, thì em nghiên cứu và tập theo, nó cũng là một cái sự kích thích cơ không tệ đâu. Tiếp theo là câu hỏi mang mã số 819. Chào anh Duy và chị Thu Hương, em năm nay 19 tuổi, cao khoảng 1m7, nặng 73kg. Em muốn tập theo giáo án Lean Body để tăng cơ và giảm mỡ vì em còn nhiều mỡ quá. Anh có thể tư vấn cho em các loại thực phẩm bổ sung phù hợp và thứ tự sử dụng ra sao không anh? Cảm ơn anh chị. Thì em muốn tập theo Lean Body thì em có tập theo Lean Body đi, em tập trước đi. Còn chuyện thực phẩm bổ sung thì anh sẽ có một cái video chính thức. Nó dài chứ không ngắn đâu, nói chi tiết hơn về thực phẩm bổ sung, cái nào xài và cái nào không xài, cái nào nên xài và cái nào không nên xài, nếu mà không đủ điều kiện xài thì phải như thế nào, và cách làm sao để cho nó gói ghém trong cái điều kiện kinh tế. Nó rất là nhiều vấn đề để chia sẻ với em. Thì chắc chắn là trong cái giáo trình Lean Body nâng cao đợt này anh biên soạn đó, thì nó sẽ có một cái phần rất là quan trọng, nó nói về dinh dưỡng luôn, cho cái bộ giáo trình mình nó trở nên nó hài hòa và nó đầy đủ hơn. Thì em cứ đợi chờ đi, không lâu đâu, khi mà em nghe được câu trả lời của anh thì chắc chừng tuần nữa là có video đó cho em coi. Đừng nóng, bình tĩnh nha. Rồi tuy nhiên cái câu hỏi của em thì nó cũng giống như câu hỏi có mã số 89 trong chương mục hồi đáp số 7, tức là những loại thực phẩm bổ sung nào mà giúp cho giảm mỡ hiệu quả và tăng cơ đó, thì em có thể nghe lại câu hỏi này để em xài trước cũng được, hoặc là tìm hiểu trước cũng được, không sao hết. Tiếp theo là câu hỏi mang mã số 820. Xin chào anh Duy và thân hình online, em có hai câu hỏi về pháp banner và điều cao là Hero Secret và Energy của Muscletech, cũng như bao loại pháp banner và điều cao là hai sản phẩm trên đều chứa hàm lượng caffeine rất cao, khoảng 20mg cho liều dùng. Do em tập buổi sáng nên em đang nghĩ đến việc uống hai loại đó cùng lúc, rồi 30 phút sau bắt đầu tập. Do 5:30 sáng em đã tập và về uống quay ngay, rồi 30 phút sau em ăn sáng thì thời gian cũng hơi kẹt. Mấy bữa đầu em cũng thử cách là tập tạ xong khoảng 16:15 uống fast burner ngay tại phòng tập luôn, rồi về nhà 30 phút sau khoảng 6:45 là uống quay. Nhưng có một vài bữa em còn kết hợp cardio sau tập tạ nữa, nên em uống pháp banner rồi tiếp tục cardio khoảng 10-20 phút. Anh cho em hỏi là cách dùng trên có ổn không? Do em sợ cơ thể nạp một lúc 40mg caffeine sẽ là nguy hiểm. Thì cái vấn đề này của bạn cũng khá là hay đó. Cái vấn đề này là vấn đề nạp caffeine thôi. Thì bây giờ bạn tự trả lời cho câu hỏi này là bạn uống hai lần nào chưa. Nếu mà bạn chịu được 20mg caffeine của mọi loại, đúng không, thì giờ bạn thử một ngày
bạn thử một ngày bạn làm luôn hai cái trước, hai cái cùng một lúc coi, tức là trước tập đó, tức là bạn làm luôn hai cái cùng lúc coi xem cơ thể mình nó như thế nào. Nếu mà nó tăng tăng ở mức độ chịu đựng được á thì không sao hết, cứ thế mà xài. Còn nếu mà nó tăng quá, tăng mà cảm thấy như là trời đất nó tối thui luôn, tăng mà cảm như là cái như vũ trụ nó khép lại á thì thôi ngừng, không có xài nữa, thì xài cách cũ. Và cái chuyện mà như vậy á thì bạn nên uống liều cao buổi sáng nè. Còn thằng Pháp Burner này uống lúc xế chiều á, lúc khoảng chừng 1-2 giờ chiều á, để cho nó trải đều cái hàm lượng caffeine giữa hai lần nó ra đủ xa thì nó sẽ phục vụ công tác đốt mỡ mà nó tốt hơn. Còn bạn xài tập trung quá làm chi, bạn xài tập trung quá tới buổi chiều rồi nó đôi khi một lúc nhiều quá nó cũng gây sốc sốc cho cơ thể, nó hơi khó chịu. Thì đó là chỉ là cái chia sẻ về kinh nghiệm sử dụng của anh thôi. Còn nếu mà nói về 40mg caffeine thì cũng chẳng có gì gọi là nhiều cả. Nếu mà ngày anh uống Diamond Burn đó thì cũng bèo bèo là cũng 340mg rồi. 340mg rồi chưa kể reward cao anh uống đâu có nhát đâu, anh uống bình thường, nó là lượng caffeine cũng tương đối chứ. Nhưng mà trong công việc đôi khi caffeine nó cũng quan trọng lắm, nó tăng cho mình cái sự tập trung, sự tỉnh táo để mình làm việc không có sai sót. Đôi khi một số, sai một con số thôi là chết cả một đời người. Người ta nói là bút xa gà chết, mà sai một ly đi một dặm. Tiếp theo là câu trả lời cho tiếp theo là sự câu trả lời của Duy cho câu hỏi mà mã số là 821. Rồi, anh chị thể hình online cho em hỏi là em hiện 16 tuổi, cao 1m72, nặng 70kg, hiện giờ em đang tập theo phương pháp thường như là thứ hai ngực, thứ ba xô, thứ ba xô vai tay sau, thứ tư ngực, thứ năm xô tay trước, thứ sáu ngực, thứ bảy tay sau vai trước, còn tùm lum hết. Em đã tập được 7 tháng, em tập mỗi buổi khoảng 1:30 và chỉ ăn thức ăn tự nhiên, uống thêm sữa Vinamilk trước tập và sau tập. Mỗi buổi tập khoảng tức là bạn nói uống sữa Vinamilk trước tập và sau tập 30 phút. Hai lòng trắng trứng vào sau mỗi buổi chiều. Vậy là tập của em và cách ăn uống của em đã ổn hay chưa? Mong anh chị cho ý kiến để em chỉnh sửa và có cần thêm dùng thực phẩm bổ sung gì không? Chúc anh chị sức khỏe. Em 16 tuổi tức là khoảng chắc học lớp 10. Thì bây giờ vấn đề của em, bây giờ mình đi qua vấn đề ăn trước đi ha. Ăn thì ăn tùm lum hết rồi, thực phẩm thực ăn tự nhiên nè, uống sữa Vinamilk trước tập sau tập nè. Ăn hai lần trứng trứng vào sau mỗi buổi chiều. Bạn nói là thức ăn tự nhiên thì cũng không hình dung được thức ăn tự nhiên của bạn đủ rồ chưa, có đủ protein chưa thì nó cũng khó ha. Và bạn hỏi là có sử dụng thực phẩm bổ sung gì thêm hay không, đương nhiên có tiền xài thêm là quá tốt, trừ khi kinh tế là rào cản của bạn thôi. Còn nếu mà kinh tế không là rào cản thì bạn xài chứ sao không xài, mắc gì không xài, mua hũ quay để uống nhanh, uống từ từ đi, quay tổng hợp á nha, tức là dạng như Fusion. Còn bạn là 1m72, 70kg hoặc là Lean Body đó, bạn chọn một trong hai, Fusion hay Lean Body. Còn 16 tuổi nếu bạn nhát là bạn không dám uống liều cao thôi. Còn thậm chí là chưa thấy mấy bạn 16 tuổi uống liều cao ầm ầm. Còn nếu mà bạn sợ liều cao cấm trẻ em dưới 18 tuổi như cái nhãn ghi thì thôi bỏ liều cao bằng bên, mình bằng xài Lean Body với Fusion là được. Rồi còn cái vấn đề là cái lịch tập của em á thì nó thôi anh nói một câu em đừng buồn nha, lịch tập của em sai bét bẹt, lịch tập tùm lum hết, tức là bạn cái lịch tập của bạn chỉ tập phần trên thôi, bỏ nguyên phần dưới luôn, chỉ thấy miết là cái ngực với cái xô làm hoài à. Mà ác một chỗ á là cái ngực tập một ngày tập nguyên bài ngực luôn, còn cái bài xô thì bạn kết hợp thêm vai trước với tay nữa nè, bạn thêm là xô nè, vai tay sau nè. Và ngực thì bạn làm có một ngày à. Nói chung là tập của bạn nó rất kém khoa học ở rất nhiều điểm. Thì bây giờ bạn nói là chỉnh sửa lại cho bạn đúng không? Thì để coi bạn tập tạ được nhiêu lâu rồi. Cũng không biết bạn tập nhiêu lâu luôn. Bạn không có ghi ra tập nhiêu lâu hết. Thì nếu mà bạn tùy theo cái thời gian tập thể hình của bạn, bạn lên website thinhonline.com.vn á, bạn tìm hiểu những cái lịch tập căn bản, từ căn bản tới nâng cao, thì bạn coi bạn phù hợp với cái lịch nào đó, thì bạn tập theo cái lịch đó. Mà cái lịch đó là do Duy biên soạn và Duy đã tính toán rất là kỹ rồi, thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm mà tập theo. Chứ bạn cái lịch tập của bạn hiện tại là không ổn, phát triển cơ thể nó sẽ không ổn, nó sẽ mất cân đối. Bạn quên đi dùm Duy cái là những cái quan điểm vớ vẩn trong phòng thể hình hiện tại, như là tập chân thì lùn hay là gì đó, tập ngực thì không được tập xô, hay là ngực bự ngực nhỏ gì không được ép ngực đẩy ngực dưới gì đó tập lum hết đó. Đó là những cái quan điểm cực kỳ tào lao.
Và bạn quên đi những cái đó để bạn có một cái lịch tập nó khoa học hơn, sẽ giúp bạn phát triển cân đối hơn cả về sức khỏe, phát triển chiều cao, phát triển về cơ bắp. Và quan trọng là cái nhận thức thể hình của mình nó phải tốt và nó phải vững. Tiếp theo là câu hỏi mang mã số 822. Lịch tập của em là mỗi ngày một nhóm cơ khoảng 60 phút trở lại, và em nghe anh Duy nói là bài tập vai anh tập khoảng 30 phút là nhiều. Vậy các bài còn lại như thế nào? Tập nhiều vậy có sao không? Em là sinh viên, nếu dùng được một loại thực phẩm bổ sung thì anh tư vấn là nên xài Wanema hay PMHD nếu điều kiện ăn ngày 5-6 bữa. Còn em không ăn được như vậy thì nên ưu tiên xài whey không? Tức là cái ý 2 thì Duy có thể hiểu, nhưng mà cái ý đầu mà bạn hỏi là gì Duy chưa hiểu lắm. 30 phút là nhiều. À, nghe anh Duy nói tập vai khoảng 30 phút là nhiều. Vậy các bài là còn lại thế nào? Duy nói là tập vai khoảng 30 phút là nhiều. Tức là cái câu hỏi, cái câu này ý của Duy đó là tập là khoảng 30 phút trở lại thôi. Chứ Duy không phải nói là tập vai 30 phút là nó quá nhiều. Đó, có thể là bạn hiểu lầm ý của Duy, nên bạn đặt câu hỏi nó không rõ nghĩa lắm chỗ này. Tập vai tối đa 30 phút được, còn tập vai 30 phút là nhiều. Tức là ý của Duy nói là một lần nữa, Duy nói là tập vai là cái ý đó là tập vai là tối đa là 30 phút trở lại thôi, đừng tập quá 30 phút. Thời gian còn lại tập tay sau. Còn các bài khác thì như thế nào? Thì đương nhiên là cơ nhỏ thì bao giờ Duy cũng tập khoảng chừng 20 phút tới 25 phút thôi. Một cơ đó tập từ 20 phút tới 25 phút là nhiều đó, tức là hết cỡ đó. Rồi còn những nhóm cơ lớn khác thì tập mình nói thì tập suốt buổi luôn chứ đâu gì đâu sợ. Ví dụ như cơ ngực thì Duy tập nửa tiếng. Rồi cơ ngực Duy tập nửa tiếng, và cơ bụng thì Duy tập 45 phút. Ủa lộn, Duy xin lỗi, Duy tập 15 phút nữa thì nó ra 45 phút. Nó còn cái cơ lưng thì cơ lưng xô cầu vai Duy tập một buổi mình nó luôn thì gom lại hết là tất cả là khoảng chừng 45 phút. Còn cơ chân thì tập mình nó luôn thì cũng khoảng 45 phút. Còn bạn là sinh viên, nếu dùng được một loại thực phẩm bổ sung thì Wanema hay là PMHD đó. Nếu điều kiện ăn ngày 5-6 bữa còn em không ăn được như vậy thì nên ưu tiên xài whey hay không? Nếu mà bạn không ăn được thì mua Fusion xài tốt hơn, chứ whey giải quyết gì đây đó. Nếu bạn không ăn được, tức là bạn trong những cái bữa ăn hàng ngày của bạn thiếu đi, thì bạn phải mua những thực phẩm bổ sung dạng như là Fusion hoặc là Lean Body để bằng đắp vào những cái bữa ăn thiếu đó thì nó sẽ tốt hơn, chứ bạn sẽ quay trái nghĩ gì trong vấn đề này cả. Thì rồi Duy cũng nghĩ là Duy với câu trả lời vừa rồi cũng đã làm rõ ý của bạn rồi. Nếu bạn ăn được tốt thì bạn xài năng lượng Wanema hoặc PMHD, còn nếu bạn ăn quá kém đi thì xài Lean Body hoặc Fusion, còn nếu bạn quá gầy đi thì bạn cứ Max Gainer và bạn xài thôi, không có gì phải suy nghĩ cả. Tiếp theo là một câu hỏi rất vui mang mã số 823. Chào anh Duy, chị Hương và chương trình Hỏi Đáp Thể Hình. Có lẽ câu hỏi của em chắc có lẽ là câu hỏi của nhiều bạn vào lúc Tết, vào Tết này. Vì như thế này, em đang tập theo phương pháp Lean Body tăng cơ giảm mỡ được 2 tuần. Nhưng giờ khổ nổi là em đang tập ngon trớn thì chủ phòng tập nói là sắp nghỉ Tết rồi và nghỉ trong vòng 10 ngày. Em đang hoang mang, không biết thế nào, không biết nếu đang theo phương pháp tập này mà bỏ 10 ngày thì có em làm gì để cho nó xuống cơ mà tăng mỡ. Là sao bạn viết rất là khó hiểu. Nếu đang theo phương pháp tập này mà bỏ 10 ngày thì em phải làm gì để không xuống cơ và không tăng mỡ? Đó. Chế độ ăn của em là ngày ăn 5 bữa, 4 bữa chính và 1 bữa phụ vào trước lúc tập 30 phút. Năm nay em 20 tuổi, em tập được 6 tháng nhưng hên là phần cơ trội của em nhiều nên cứ như là tập 1 năm tới 1 năm rưỡi. BMA của em là 1536 và mỡ khoảng 15%, chiều cao em là 1m67, nặng 58kg. Mong anh Duy tư vấn giùm em. Cái câu hỏi này bạn hỏi, bản thân câu hỏi đã lủng củng rồi mà bộ phận biên tập cũng không biên tập lại nữa nên Duy đọc nó khó hiểu quá. Để Duy có thể hiểu là bây giờ bạn sắp nghỉ Tết rồi, mà chủ phòng tạ không cho bạn tập nữa. Bạn hỏi Duy là giờ Tết làm sao để cho nó không có xuống mỡ mà, ủa, không có xuống cơ mà không tăng mỡ, đúng không?
Thì dễ thôi, nếu mà vấn đề không xuống cơ thì nó bạn có thể dùng protein để mà khống chế nó, còn cái chuyện mà không lên mỡ thì kẹt à. Không lên mỡ mà tết nhất bạn ăn gì thì bạn không kiểm soát được calo thì nó rất là dễ lên mỡ. Thì cố gắng duy trì cái thói quen vận động hàng ngày của bạn, đừng có mà nghỉ quá. Ví dụ như bây giờ tết nhất không tập được thì bạn chạy bộ nè, bạn hít đất nè, để cho cơ thể bạn nó có vận động. Nó có vận động thì cái sự trao đổi chất của mình nó mới không bị ngưng lại. Nó không không phải nó ngưng lại mà nó không bị thay đổi thì nó sẽ tốt hơn. Đó, trong vấn đề này thì bạn cố gắng duy trì cái sự vận động của bạn bằng cách hít đất, nhảy dây hay đu xà hay là làm mọi cách có thể, một ngày ít nhất là khoảng chừng nửa tiếng, rồi nó kết hợp với cardio, nhảy dây, chạy bộ gì đó. Và ăn đó thì nhớ ăn 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 đạm nhiều vô để cho nó đủ cái lượng protein, nó không dẫn tới việc mất cơ, và hạn chế tuyệt đối không ăn mỡ. Ăn bánh chưng thì ăn cái vỏ thôi, đừng ăn cái ruột, bánh tét cũng vậy. Còn ví dụ như mấy thịt kho kho tàu hay là thịt kho hộp vịt gì đó thì ăn hộp vịt, ăn lòng trắng trứng thôi, không ăn thịt heo, không chan nước, nước thì mỡ nhiều lắm nó. Bạn kỹ với cái này, đi tới nhà bạn gái chơi thì ngồi uống nước thôi, đừng có ăn mứt, đừng có ăn kẹo, đừng có ăn bánh. Đó là những cái cách mà giúp bạn khống chế được cái lượng calo thấp thấp tí để cho nó không tăng mỡ. Còn nếu mà bạn ăn vô tội vạ chắc chắn là mỡ nó tăng rồi, cách nào được. Rồi tiếp theo là câu hỏi mang mã số 824. Chào anh Duy và chị Hương, em có một ý muốn hỏi anh Duy và một ý muốn hỏi chị Hương, tức là bạn hỏi hai người luôn. Mà chị Hương thì hiện tại đang tập trung sức làm một cái dự án khác nên có mình anh gánh vác hỏi đáp này thôi, chắc mình anh phải làm luôn hai ý này cho em. Ý đầu tiên, lúc mới tập thể hình em có nghe bằng viết sai tả cò nghe nè, có nghe một số huấn luyện viên từng là vận động viên chuyên nghiệp nói rằng mỗi người có một cơ địa khác nhau, có người cơ ngang, có người cơ dọc, có người cơ chéo, mỗi tạng người thì lại có một cách tập khác nhau, và chỉ có huấn luyện viên nhìn mới biết được tạng người. Sau 2 năm tập luyện sau 2 năm tập luyện em tìm hiểu, em vẫn chưa hiểu ngang dọc chéo là như thế nào, mong anh giải đáp. Cái ý này thì em hỏi vậy thì anh trả lời cũng không biết trả lời sao luôn, anh cũng biết ngang dọc chéo là thế nào luôn, lấy gì trả lời em. Nói chung là đó là những cái lời nói, những cái khẳng định của huấn luyện viên thôi chứ không phải là khẳng định của anh. Anh chưa có thấy những cái trường hợp mà ngang dọc chéo gì ở đây hết trơn, nó trội hết đó. Nói vậy em nghe đừng buồn, có thể là ý huấn luyện viên chỗ này á, nó là cái cơ địa của mỗi người. Ví dụ có người vai ngang, có người vai suông, tức là cái cách bố trí cơ nó hơi khác một chút xíu, nhưng mà trên nguyên tắc thì những con người với nhau thì cơ bắp nó vẫn nằm ở những vị trí đó và nó vẫn tuân thủ đặc điểm của giống loài, tức là loài người ấy, thì cơ nó phải vậy chứ không phải loài người mà cơ giống cái loài khác đó. Thì em đừng đừng có quan quan tạo quan trọng tới việc cơ cơ ngang cơ đứng là gì, thế nào là cơ ngang, thế nào là cơ đứng và thế nào là cơ xéo. Rồi đó là những cái khái niệm mà nó còn rất là mơ hồ, mất rất là mơ hồ, và anh nghĩ là nó không thật sự là quan trọng. Nhưng mà cái tạng người thì nó quan trọng ạ. Cái vấn đề tạng người á thì là có phải không có, tức là có người thuộc cái dạng tạng dễ hấp thu và có người thuộc cái dạng tạng khó hấp thu, và có người cái thuộc cái dạng tạng người sinh ra để chơi thể thao là người nó men sẵn rồi, nó đẹp sẵn rồi, to to phải khỏe sẵn rồi, chơi nó mau lên. Có người thuộc dạng là sinh ra là ốm yếu này nọ thì mình nó sẽ khổ luyện rất là nhiều, và có người xương to xương nhỏ, cái chuyện đó nó có. Chứ còn cơ dọc cơ ngang thì anh cũng mới nghe em nói thôi, chứ anh cũng chưa nghe huấn luyện viên nào của anh nói là có cơ dọc cơ ngang hết. Thì chắc có thể là huấn luyện viên của lúc mà những người huấn luyện viên cho anh thì chưa có chuyên nghiệp nên chưa ra được những cái khái niệm như vậy. Vấn đề cơ nhỏ thì nó sẽ có một cái thiệt thòi là bạn nhìn cái khung bạn không có bự thôi, nhưng mà khi bạn tập thể hình ra cơ phát triển chắc chắn rất là đẹp, nhìn nó không thô, nhìn nó không thô. Giống như bạn nhìn Duy là thuộc dạng cơ nhỏ đó, cơ nhỏ là cơ giống Duy vậy đó. Ôi lộn, xin lỗi, xương nhỏ là xương giống Duy vậy đó. Bạn nhìn thấy là Duy, tạng người Duy thuộc dạng xương nhỏ nè. Còn ví dụ như bạn nhìn vai rộng nè, lưng rộng nè, cả thứ đó là thuộc dạng xương to, khung xương tốt hơn. Thì tập luyện thì cũng chưa chưa cũng không biết là xương to sẽ đẹp, xương nhỏ hay nó sẽ đẹp, mỗi cái đẹp một kiểu, không có nói được. Còn nếu mà đi khi mà bạn thi đấu hay là bạn có một cái sự cạnh tranh nào đó về cơ bắp á, thì xương nhỏ bao giờ cũng cũng tốt hơn rất là nhiều, tại vì nó nhẹ hơn, xương nhỏ nhẹ hơn thì cái hạng cân của bạn sẽ tốt hơn, hạng cân của bạn nó có ưu thế hơn, khối lượng cơ nhiều hơn, nhìn nó man hơn, nó nhìn nó dễ đạt thành tích hơn.
Còn xét về cái độ cái độ nhìn á, tức là khi mình nhìn người á thì mình thấy một người cơ to, đương nhiên ta nhìn nó hùng dũng hơn, nhưng mà hùng dũng hơn thì với cái cân nặng nặng hơn thì nó sẽ rơi vào cái bất lợi. Rồi cái vấn đề này thì anh giải thích cho vui với em vậy thôi, chứ em cũng đừng quan tâm suy nghĩ nhiều quá. Trời cho sao để vậy, cái tạng người là cái không thể nào thay đổi được, mình đừng có viện một cái do trời sinh tôi là dạng người ốm yếu nên tôi không tập thể hình được nên kết quả tôi thấp là tại do tạng người của tôi, cái chuyện đó là chống chế, cái chuyện đó là biện minh không được. Ví dụ như bây giờ ngày xưa đi, ví dụ coi phim Kiếm Hiệp đi, ốm yếu này nọ đâu phải không tập võ đâu, ốm yếu thì không không vô thiếu lâm được nhưng mà vẫn vô võ đan được, vậy trời chơi nội công mạnh lắm đừng đừng đùa. Và nhất là bạn là chơi game với Lâm Trường Kỳ nữa, bạn thấy là nó chia thành nhiều phái khác nhau, phái ngoại công, phái nội công, chơi rất là vui. Rồi và ý thứ hai là chị Hương cho em hỏi trong lúc mang thai thì phương pháp tập luyện trong từng giai đoạn thai kỳ là thế nào? Khi tập luyện thì sức khỏe thai nhi có được cải thiện so với những người không tập hay không? Sau khi sinh mất bao lâu thì mới trở lại phòng gym được? Chị đến với gym là do đam mê hay sau này gặp anh Duy bị anh ấy dụ dỗ nên mới yêu thích và đam mê đến bây giờ? Cảm ơn chị đặt câu hỏi của em hỏi câu hai khó quá sao trả lời được. Thì thôi trả lời cho nó vui nha, dựa trên những gì anh biết thôi. Chắc là chị Hương cũng có những cái trả lời giống anh thôi chứ cũng không có bổ sung thêm được gì. Và nếu mà chị Hương khi theo dõi chương trình này muốn bổ sung gì đó thì thôi trả lời riêng qua email nha. Trong lúc thai kỳ thì thường thường là những cái tháng đầu thì hạn chế tập nha, hạn chế những cái tháng đầu, hạn chế vận động, cái đó bác sĩ kêu thôi, bác sĩ kêu thì mình nghe thôi chứ mình là gymmer mình không có lì đó. Cái thuộc thuộc về phạm trù liên quan tới sức khỏe mà nó về thai thai phụ nữa, về thai nhi nữa thì thôi nghe bác sĩ cho nó chắc. Tại vì trong cái giai đoạn này á, là cái gọi là dùng cái từ sao ta, tức là thai nhi nó chưa có ổn định á, tức là nó chưa có gọi là nó chưa có được kết dính, bằng phải dùng cái từ là nó chưa có được kết dính vững chắc trong cái cơ thể người mẹ, thì thôi khi bạn tập nặng quá nó bung cái này nó bung cái kia nó đứt cái nọ nữa là tiêu tiêu đời thai nhi luôn. Nên bác sĩ dặn là những cái tháng đầu tiên mà mang thai á thì cố gắng đừng có vận động nặng, đừng có vận động nặng. Tuy nhiên khi mà thai nhi nó ổn định rồi thì vẫn phải vận động để cho sau này nó dễ sinh dễ nở và nó cải thiện sức khỏe nữa, chứ không phải là ỷ lý do mang thai rồi nằm ở nhà ngủ không 9 tháng 10 ngày xong rồi đẻ xong rồi ngủ thêm năm nữa là ngủ luôn 2 năm trời rồi thành người vô dụng rồi sao. Mà thực tế cho thấy là những người mang thai mà ở khoảng tháng thứ ba thứ tư trở đi thì có thể vận động nhẹ, đi bộ này nọ kia, tập những cái bài cũng nhẹ nhàng thôi để cho duy trì thói quen vận động thôi, chứ không phải là squat ầm ầm như mấy cái clip motivation. Anh Duy nhớ thấy có hình nào đó một người phụ nữ mang cái thai bụng to đùng như nè, ngồi đứng deadlift, trời má ơi cục tạ nhìn bự bự kinh khủng luôn, không biết chụp hình chơi cho nó vui hay deadlift thiệt, cái đó gì không biết. Và sau khi sinh thì mất bao lâu trở lại phòng gym được? Thì theo theo nhìn thấy á, thì sinh xong rồi chừng chừng 4 tháng 5 tháng là có thể trở lại phòng gym tập nhẹ nhàng là được rồi. Tuy nhiên bác sĩ khuyên 6 tháng. Thì cái vấn đề này á, thì em hỏi một câu ác quá, anh cũng không biết trả lời sao nữa, thôi trả lời đại với em như cho nó vui. Nhưng mà đại đại có cơ sở chứ không phải là tự chế. Đó là anh thấy thực tế là một số người, người phụ nữ như vậy, và theo những gì anh biết thì bác sĩ cũng khuyên như vậy. Còn chị đến với gym là do tự đam mê bản thân hay gặp gặp anh Duy bị nó dụ dỗ? Nói chung thì chắc là nếu mà Thu Hương không 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 gặp Duy thì chắc cũng không có biết tập tạ là cái gì đâu, cũng không biết gym là cái gì đâu. Nói chung là Duy có cái tập kỳ lắm, đi đâu cũng dụ tập gym hết á. Đi làm á thì Duy dụ nguyên cái team tập gym luôn, còn đi đi qua quen trong bạn học thì dụ bạn học tập gym, còn quen trong xã hội bạn bè thì cũng dụ bạn bè tập gym. Nhưng mà Duy cũng muốn tốt cho mọi người và muốn mọi người có một cái tiếp cận nó đúng đắn và chính xác hơn trong cái lĩnh vực gym. Thì nước ngoài người ta suy nghĩ rất là thoáng và rất là hiện đại hơn mình rất là nhiều, còn mình có những cái tư tưởng rất là gọi là rất là không biết dùng cái từ gì nữa, ngay cả bản thân người đàn ông luôn chứ không phải phụ nữ tập gym là phán ra những cái câu đại loại nghe rất là nó ư là nó buồn cười đi, tập không muốn to, tập không muốn to chỉ muốn nhỏ thôi, hay là đại loại là tập cho nó ra như là người mẫu fitness thôi chứ không phải là nho như như là bodybuilding. Thì mặc dù đó là những người tập lâu năm luôn rồi chứ không phải là người mới tập, người ta không biết thì gì không nói. Còn những người tập lâu năm mà có những cái nhận định như vậy thì nó cũng hơi bị ngầu ngộ một tí xíu.
Nhưng dù là bodybuilding hay dù là fitness thì hai cái lĩnh vực đó cần có một sự cố gắng cũng rất là lớn. Không có nào nhỏ cái nào, mà cũng không nói cái nào dễ hơn cái nào. Cái nào nó cũng có cái khó của riêng nó cả. Thì mình tập thể hình nó cũng có những cái vấn đề mà mình phải đủ bình tĩnh, mình phải đủ kiến thức để mình nhận định nó đúng hay nó sai. Mà mình, nếu mà người ta sai thì mình phải có dũng khí để mình sửa, chứ không phải là người ta sai thì mình đi cãi cũng khó lắm. Thì câu hỏi của bạn này cũng đã kết thúc chương mục hỏi đáp số 77 ngày hôm nay. Thì Duy xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại các bạn trong chương mục hỏi đáp số 78. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thể hình online. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.